Cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu một nhà hàng chay ở quận nhất. Mình đi đường Trần Hưng Đạo, chạy hướng từ Sài Gòn xuống tới đường Nguyễn Thái Học quẹo phải, nhìn qua bên kia đường là thấy. Tới đây mình tới rồi đây. Hello, xin chào mọi người, mình là Chi Chi. Hôm nay mình xin review nhà hàng chay Sen ha. Địa chỉ là 171 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Hữu Lão, quận nhất. Và giờ vô chung với mình nha. Nhà hàng chay nho nhỏ này các bạn, mình lên lầu nha cả nhà. Quý vị xin lưu ý, ở đây mình thấy có cái bảng ghi là cầu thang trơn trượt, xin cẩn thận. Đây là tầng lửng, mình lên tiếp tầng trên nha mọi người. Tầng này ngồi ghế gỗ dựa nè các bạn. Giờ mời cả nhà xuống ăn ha. Thì tầng lửng ở đây nó cũng là khá là thoáng thôi mọi người. Nó có máy lạnh nè, có quạt nè. Mình ngồi vô đây luôn rồi nha. Trong này ngồi kiểu Nhật Bản nè quý vị. Tất cả những món ở đây đa số có ngũ vị tân. Không ăn nhớ dặn lúc gọi món. Mời cả nhà cùng ăn nha. Thử cái món này đi. Và đây tôm chay nướng muối ớt, dai dai thơm thơm ăn cũng ngon. Đây là món nấm hấp sả, có rau răm và rất nhiều sả, chấm với muối tiêu chanh ớt. Nấm bào ngư ăn giòn giòn, món canh ngọt thơm ngon quá, ăn ghiền luôn đó các bạn. Đây món rau củ xiên nướng, nhìn thôi là thấy thèm rồi. Có thơm và ba rọi chai, ớt chuông với củ hành tây. Món này nó thơm lắm đó. Đây là món bò lá lớp chay, trong lá lớp có thịt bò chay. Món này có bánh tráng rau sống với bánh hỏi và đậu phộng rang. Đây gà quay bánh bao chay, cánh gà quay chay thơm thơm, bánh bao chiên ăn cũng ngon. Đây là món gỏi bồm bồm, có phù chúc và đậu phộng, cà rốt dưa leo rau răm. Đây đậu hũ non chiên xù, món này chấm với tương ớt. Đây món cơm chiên dương châu, từng hạt cơm xào thơm dẻo, ăn ngon lắm lắm luôn đó. Đây là món bún thái chay, mình có thể chọn không cay. Món này ăn kèm với rau muống. Và tiếp theo là món phở chay, có phù chúc và bò lát chay, không ăn hành sẽ có ngò gai. Món này cũng ngon đó các bạn. Còn nhiều món trong thực đơn, mời quý vị tự xem nhé. Dạ xin kính thưa quý vị, giá tiền ở trên thực đơn cộng thêm 5% nhé. Trời ơi, ăn hết nổi rồi, đành phải gói mang về thôi. Mình xin review tới đây, mời quý vị bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh Chi 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 nhé. Chúc sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại.